Trong buổi học hôm nay á thì thầy sẽ giới thiệu tiếp với các bạn hai bài số 10 với số 11 ha. Thì trong bài số 10 này á trình bày với các bạn về cơ chế authorization, selector và helper trong ASP.NET MVC Core ha. Thì về nội dung bài này thì sẽ giải thích với các bạn về quyền về xác thực authorization, phân xác thực ha, và khái niệm về role. Thì trong ASP.NET MVC application. Rồi, nữa thì sẽ trình bày với các bạn về các ASP.NET selector và giới thiệu với các bạn các cái helper trong ASP.NET. Thì thực ra thì các cái helper này á thì mình cũng xài từ trước đến giờ rồi, và thầy cũng đã có một cái bài ha mô tả sơ bộ về các cái helper. Thực ra thì bài trong cái phần giới thiệu này nó cũng giống như cái phần hôm trước thầy trình bày thôi, cho nên là các bạn có thể là xem thêm ha về khái niệm về helper ở đây. Rồi, đầu tiên thì nói giới thiệu khái niệm về role based và view based authorization. Thì ở đây á là sau khi mà chúng ta thực hiện cái việc đăng nhập login thì kế tiếp thì chúng ta sẽ đi qua cái vấn đề là cái người dùng đã login này là ai. Các bạn có hình dung được vấn đề không? Tức là login của chúng ta đó thì chúng ta chỉ mới làm nhiệm vụ đó là phân loại ra là người dùng mà chúng ta đã biết mà người dùng chưa, ví dụ anonymous user, tức là người dùng mà truy cập vô trang web ai cũng truy cập được thì chúng ta gọi là anonymous user, tức là cái người dùng mà chúng ta không biết. Và cái loại thứ hai là người dùng mà chúng ta biết là ai, tức là chúng ta phải bắt người dùng phải đăng ký trước rồi đăng nhập sau. Và cái loại thứ ba là ví dụ như là chúng ta phải phân biệt được người dùng này là người dùng quyền bình thường, đây là người dùng quyền quản trị moderator, đây là người dùng admin, người dùng có quyền cao nhất. Thì cái này chúng ta gọi là role ha, role based. Rồi, thì trên đây á thì các bạn sẽ thấy trên màn hình chúng ta sẽ có một cái hình ảnh minh họa cái cơ chế hoạt động của cái mô hình xác thực. Đó là user login, sau đó đi qua authentication, rồi sau đó là authorization. Các bạn lưu ý rằng chỉ có những người dùng đã đăng nhập, tức là chúng ta phải biết được người dùng là ai rồi thì chúng ta mới phân quyền cho người ta, mới thể hiện cái sự phân quyền cho người ta. Thì đây là ý tưởng của cái phần này. Các bạn lưu ý giùm cho thầy. Tiếp theo đó là sau khi mà chúng ta phân quyền xong thì tùy vào cái quyền hạn, tùy vào cách xử lý ứng dụng của chúng ta mà chúng ta có thể là hiển thị những cái màn hình khác nhau để mà người dùng có thể là làm việc với ứng dụng cho nó hiệu quả hơn, thay vì chúng ta hiện ra cả một nhiều cái menu và người dùng kích vô menu mà mình không có quyền, kích vô các mục menu mà không có quyền nó báo lỗi, thì bây giờ mình ẩn hết những cái mục menu không có quyền đi thì nó sẽ thuận tiện hơn đối với người dùng. Thì đối với cái gọi là role check thì role based check authorization, tức là kiểm tra quyền theo role, thì sẽ được thực hiện bởi developer. Thực ra thì cái việc mà xử lý quyền này là một cái vấn đề khá là phức tạp. Tại vì các cái database thì vẫn có thể cung các cái framework thì vẫn có thể cung cấp cho các bạn database với framework các bạn nha, có thể cung cấp cho các bạn cái cơ chế lưu trữ role. Nhưng mà đi theo từng trang thì các bạn cũng phải là xác định cái role này. Thì hôm trước á thì liên quan đến authentication thì chúng ta chưa có làm. Tại vì thầy cũng có nói với các bạn là đến cái phần .NET Core chúng ta làm authentication luôn. Thì đến đây thì chúng ta sẽ ngừng lại một chút. Chúng ta sẽ làm cái phần authentication bằng tay. Tức là thầy sẽ không dùng cái database của Microsoft ha, mà mình dùng trước bằng tay để cho các bạn thấy cái việc là làm authentication như thế nào. Thì bây giờ các bạn mở cái Visual Studio .NET lên. Chúng ta làm ra một cái project đi các bạn. Các bạn mở lên đi nha. Thầy tạo project, thầy để đó khoảng độ 5 phút để thầy chờ tất cả mọi người nha.
đợi mọi người mở lên cùng với thầy đó. Thì chúng ta vẫn là AB.NET Core, Web App, Model View Controller, thì mình gọi là Demo Content. Rồi, các bạn tạo project xong chưa các bạn? Rồi, ok rồi, đúng không? Rồi, next ha. Thì lưu ý á, là chúng ta trong cái phần này á, thấy không? À, trong cái phần này là nó sẽ không có cái option giống như là bên .NET MVC nha. À, nhớ là kỹ rồi á, là mình nét qua là mình chỉ có là ở đây nó có cái option này. Chúng ta sẽ không dùng cái option này. Option là authentication type á, là mình dùng individual account, tức là mình sẽ nó sẽ tạo cho các bạn một cái database riêng gì đó vân vân ha. Thì mình không dùng cái này, cứ để chữ none thôi. Mình sẽ đăng ký bằng tay luôn. Thì đây. Rồi, à, tiếp theo á, thì chúng ta sẽ, rồi, xong chưa? Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái, chúng ta sẽ tạo ra một lớp. Lớp này á, là hỗ trợ cho chúng ta. Cái lớp này chúng ta hay gọi là middleware. À, chúng ta tạo ra một cái middleware để mà bắt buộc là người dùng khi đăng nhập vô thì cần phải xác thực, cần phải login các bạn ha. Thì cái này chúng ta gọi là middleware. Thì thường á là middleware chúng ta sẽ đặt nằm trong một cái folder tên là middleware. Do đó các bạn hãy lít chuột phải vô trong cái project của mình, demo authent này các bạn ha. Bạn chọn là add, chọn folder, đặt tên nó là middleware. Lưu ý là tên của các cái thư mục này á, thường là số nhiều ha. Ví dụ controllers, đúng không? Models, rồi views, thì cái này middleware, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái tập tin gọi là authentication middleware. New, một tập tin C# bình thường thôi các bạn. Authentication middleware. Đi chỗ khác. Rồi được chưa các bạn? Thầy lưu ý nha. Các
Các bạn chú ý là cái chữ authentication middleware, nếu các bạn viết giống thầy thì tí nữa bạn mới gọi giống thầy nha. Lưu ý là cái tên lớp của các bạn là phải đi theo cái project các bạn, chứ không nhất các bạn phải gọi giống thầy 100%. Nhớ chưa các bạn? Rồi, trong cái middleware này á thì chúng ta sẽ viết một số code như sau ha. Rồi, request rồi cái request delegate này á chúng ta sẽ inject nó vào, cho nên khai báo hàm dựng ha. Các bạn chú ý cách người ta viết code các bạn. Đó là nếu các bạn để cái hàm cái request delegate mà chỗ cái member variable các bạn để chữ có gạch dưới nè. Thì chỗ này bạn không cần div đứng trước nha. Nếu không có gạch dưới thì bạn phải có div. Rồi sau đó là mình sẽ khai báo một cái hàm gọi là cái hàm xử lý này các bạn. Public task. Đúng không? Invo. Tức là cái đây là cái yêu cầu của một cái authentication middleware. Là trong cái authentication middleware chúng ta sẽ có cái hàm invo là gọi á. Và invo như vậy người ta sẽ truyền cho các bạn một cái là http content. HTTP content. Và ở đây chỉ được cái đường dẫn ra ha. Phát bằng là http content.request xin lỗi, content request.path. Rồi. Path. Ở đây là mình đang bảo vệ theo cái đường dẫn các bạn. Nếu cái path chúng ta bắt đầu bằng cái mục login ha. Admin, một admin đi. Tức là cái đường path của mình là sự admin chuyện gì đó. Đây là bảo vệ theo path ha. Trước giờ là mình vẫn hay làm theo control L, giờ mình theo cái đường dẫn là cái path trên URL á, tức là trên này. Nếu các bạn gõ vô cái đường dẫn. Ví dụ như là localhost của mình là localhost đúng không? Tuyệt 2.2345 bây giờ chẳng hạn. Xuyệt, ví dụ là project của mình nhưng mà có xuyệt admin rồi mới đi đâu tiếp á, thì cái xuyệt admin này bắt chúng ta phải login rồi mới cho vô. Thì mình mới là test chấm session, hôm qua này session ha, chấm get screen. Nếu mà không có cái biến session này, nghĩa là chưa đăng nhập thì direct cho các bạn. Contest.respond.redirect về cái topic.
Thì tí nữa thầy đặt cái login của thầy là login Sing Index nha. Là login controller đó các bạn. Rồi, nếu mà chỗ này mà nó bằng null ha, hay là nó không bắt đầu với admin. Thấy không? Nó bằng null hoặc là nó không bắt đầu với admin. Thì thôi cho nó chạy tiếp nè các bạn. Chạy tiếp nè các bạn ha. Các bạn còn nhớ extension method không? Yêu cầu của một cái extension method là gì các bạn? Đó là phải đặt trong một cái static class nha. Ai mà quên khái niệm extension method thì các bạn về các bạn coi lại giùm cho thầy nha các bạn. Coi lại trong phần của C-Sharp á. Application Builder. Application Builder. Đây là chưa có nè ha. Làm xong mình view in vô. View authentication middleware with the application builder. Nói chung là cái này nó hơi dài, chịu khó sử dụng một thời gian thì chúng ta sẽ quen thôi ha. Return builder chấm view middleware. View middleware của cái gọi là authentication builder. Authentication middle ha. Authentication middle là cái phía trên này của mình nè các bạn. Này là cái phần dưới này á là viết theo cái hướng dẫn của Microsoft, tức là để mà đưa được một có một cái middleware đưa nó vào trong cái pipeline của xử lý của HTTP request. Thì các bạn nhớ là trong cái bài hôm trước á, thì bạn nhớ là có khi mà người dùng gửi một cái request lên thì chúng ta có thể chặn những cái middleware ở giữa. Thì mục đích của middleware á, là giúp cho chúng ta trong cái chuyện là xác thực nè, rồi biến đổi dữ liệu nè, rồi là kiểm tra header nè, vân vân ha. Thì đây mình dùng một cái middleware mình kiểm tra cái URL, cái prefix của URL thôi.
Rồi các bạn xem có vấn đề gì ở đây không các bạn? Được chưa? Xong chưa các bạn? Rồi, ok. Tiếp ha. Bây giờ mình đăng ký middleware này. Để đăng ký cái middleware này vào á, thì dĩ nhiên là chúng ta đăng ký ở trong cái tập tin là startup thôi các bạn. Trong startup này nè. Thì chúng ta sẽ đăng ký cái middleware này vào ở đây. Rồi. Tiếp theo ha. Ở phần service này ha, sau khi add controller with view này ha, mình sẽ add thêm một cái khái niệm là session nữa các bạn, add session. Session ha. Rồi sau đó phía dưới này nè ha, config nè, cái này giữ nguyên nè, thêm vô nè ha, app bị lỗi thì thông báo lỗi nè, view static view ở đây á, thì mình bắt đầu mình yêu cầu là hệ thống của mình là có sử dụng đăng ký sử dụng session. App.view session. Và đăng ký middleware của mình nè ha. Đó là app.view middleware. Middleware của mình là authentication middleware. Đổi viết sai nha, view middleware, authentication middleware. Rồi, đây là đăng ký cái middleware lên rồi đó. Cái này sai các bạn. Cái này là nó phải chọn đến cái lớp của mình. Xin lỗi các bạn nha. S nó bị sai. Đây, cái bài của mình này đúng không? Thầy viết sai các bạn. Cái lớp này nè các bạn. Nãy giờ thầy gõ sao thầy nhìn nó cũng sai đó. Hay là không phải authentication middleware mà cái lớp là authentication middle. Ủa? Authentication middleware. Thầy viết sai. Rồi, trời ơi. Authentication middleware là cái lớp của mình đó.
thiếu mất chữ que chỗ này, thì lúc thầy đọc xong thì nhưng mà rốt cuộc thầy lại bị sai ha. Authentication, đáng này là authentication middle que chứ không phải middle không đâu nha, nhưng mà tại thầy biết sai á. Thầy ơi cho em coi ở trên cái thư viện thì thêm vào á thầy. Thư viện này thôi nè. Ồ. Thêm chỗ này là thêm có dùng session nè. Trong AB.NET MVC, .NET Core MVC á, thì cái session của mình là một cái service riêng nha. Rồi dưới này là thêm hai dòng. Và nếu các bạn nào về các bạn đối chiếu lại với cái bài mà security mà thầy hướng dẫn trong cái bài, trong cái file mà thầy hướng dẫn hả? Trong cái thư mục hướng dẫn á, bạn thấy nó sẽ hơi khác đó nha. Về coi lại đi nha. Có thể làm để coi thêm ha. Rồi xong chưa các bạn? Xong rồi thì mình bắt đầu đi làm, như vậy là xong rồi đó. Thì bây giờ mình bắt đầu đi làm cái phần xử lý về các cái controller thôi các bạn. Rồi đăng ký. Như vậy ở đây á, thì các bạn lưu ý là thầy đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái middleware trong AB.NET MVC. Một cái middleware chẳng qua là một cái class rất là bình thường, không có gì đặc biệt hết ha. À, một class nó gọi là Poco Class ha. Và trong này thì các bạn thấy là chúng ta phải có một cái hàm gọi là invoke, và trong cái hàm invoke này khi xử lý thì chẳng qua là chúng ta đang kiểm tra cái gọi là cái URL chúng ta truy cập nó có bắt đầu bằng cái admin hay không. Được chưa? Và nếu có admin thì nó sẽ kiểm tra mình đã đăng nhập hay chưa. Nếu mà chưa đăng nhập á thì nó sẽ bắt cái bạn đăng nhập. Và nếu đăng nhập rồi thì thôi, đi tiếp. Được không? Bạn nhớ nha, nếu mà đăng nhập rồi á ha. Đây thiếu một cái nữa nè ha. Phải không? Cái if này nè ha. Mà nếu mà if này chạy thì thôi, nếu mà không có if này nó sai là nghĩa là L mình không có xử lý L, nghĩa là L là phần này nó chạy nè. L không có thì chạy xuống, chạy tiếp cái lệnh dưới nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái controller. Thì cái controller của chúng ta đây ha. Thầy demo thôi ha, cho nên là thầy ghi là nó sẽ là demo controller đi. Demo controller. Dạ, yeah, cái demo controller thôi các bạn. Và trong này có cái hàm index. Thì ở đây á, thì trước giờ đó, thì chúng ta đang sử dụng cái rau. Trước giờ là chúng ta đang sử dụng cái rau được mô tả ở đây. Tuy nhiên thì trong những cái project lớn, khi mà số lượng rau nhiều thì không lẽ các bạn cứ chạy vô đây các bạn đăng ký cái cấu trúc rau lại. Ví dụ các bạn muốn có cái rau có 5, 6, 7, 8, 9, 10 tham số chẳng hạn, thì bạn chạy vô đây bạn đăng ký chỉ có một cái template, mà chỉ có một cái bạc tin ha, mà đăng ký chỉ một cái bạc tin rau để phục vụ cho mỗi một cái hàm của mình thôi thì nó không hợp lý. Thì bên này chúng ta có thể sử dụng các cái annotation,
Ví dụ bạn thấy là đây là demo thì đúng theo chuẩn bên kia thì vẫn là demo đúng không? Nhưng mà thầy có thể sửa lại nè. Đó là thầy đưa cái rau, thầy mô tả cái rau, đây là rau của cái cha này ha. À, rau cha ha. Đó thì dùng cái annotation rau thôi các bạn, rau để mà mô tả cái rau này á thì chỉ cần gọi là cái hồn. Chú ý nha. À xin lỗi, hồn nó đè vô kia rồi, demo. Thực ra thì trên URL thì sẽ không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bạn hình dung được không? Trên URL không phân biệt chữ hoa chữ thường, cho nên ở đây bạn để cái này là được. Rồi dưới này nè, đi vào home thì bên dưới các cái action của mình, cho nên định nghĩa cái rau mà rau dành cho control L thôi, cái rau mà đứng trước cái class là dành cho cái control L, thì cái rau đứng ở trước cái method đúng không? Thì sẽ dành cho cái action, thì mình có thể là rau trống nè, mình định nghĩa một lúc nhiều rau được nè, rau trống nè, rau xuyệt nè. À, trên home mà không làm gì hết á, gõ home thôi, hoặc là home xuyệt, hoặc là home index. Home index ha. Home xuyệt index á. Đó, thì ba cái này nằm đây. Tức là ở đây không nhất thiết bạn phải có ba cái, bạn có thể có một trong ba cũng được. Thì đây là trang bình thường thôi các bạn. Đó. Và định nghĩa một cái login. Rồi, xong chưa các bạn? Rồi, thì cái này thì chúng ta sẽ tạo ra một trang trang demo cho nó hả, một cái view demo cho nó hả. Đây trước mắt là new cái view lên đi cái đã, add view. Xong rồi đúng không? Rồi, cái này thì mình chỉ việc là mình chỉ ghi đây một cái H1 thôi các bạn. Chưa làm gì hết, từ từ viết code xong nha. H1 đó là demo. Rồi, vậy thôi. Và sau đó chúng ta làm cái control là login. New item. Control là login. Thì cũng vậy các bạn, từ định nghĩa rau đây. Từ định nghĩa cái rau đây không theo rau chuẩn á thì mất công mình quản lý, nhưng mà được một cái là các bạn sẽ kiểm soát nó tốt hơn so với dùng rau chuẩn. Thường thực ra thì demo đây thầy vẫn hay dùng rau chuẩn thôi. Nhưng mà hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái rau custom. Đây là rau custom nè ha. Rồi cái này là mình cho in chẳng với index nè ha. À, mình chỉ cần cái rau, đó là chỗ này là mình sẽ có hai rau nè các bạn. Không cần index nữa mà có thể là dấu chẵn nè ha, là không gõ gì hết. Là index. À, là xuyệt login, xuyệt index đó các bạn. Hoặc là bạn gõ xuyệt login thôi thì nó cũng ra cái này. Về đây. Thì hai action result mình chỉ cần đi vào cái view thôi. Add view, đây là trang login. Đúng không?
Ủa thầy, cái thư mục middleware với lại cái authenticator middle thầy tạo hay là nó sinh ra thầy? Tại nó em vô sao? À, không bằng tay, là em mới trẻ thôi đó, Dạ. tốt tay hết á, là như có Cái thư sinh mục, ra. dạ. Em cứ lít vô mà không thấy có nghĩa là bắt mình phải tạo bằng tay hết rồi. Dạ. Rồi, được chưa? Sao hả Vy ơi? Login control là chưa có gì hết mà. Bây giờ mình mới làm cái trang login. À, thôi mình viết một cái hàm xử lý của login đi ra để tí mình gọi nha. Cái này là nó sẽ là, bạn có thể dùng, nói chung là dùng cái hàm index thì nó cũng sẽ không có hay lắm đúng không? Thì mình dùng một cái hàm gọi là process đi. Gọi là hàm process. Tức là mình muốn đặt tên hàm gì cũng được, không quan trọng nha. Public I action result process thì cái này mình sẽ nhận được vào cái chuỗi là string u username ha, là string v. Đây là bên kia mình sẽ đặt hai cái test box là username với password ha. Không có binding ở đây nha các bạn, thì bạn thấy thầy không có model ha. Thì cái này dùng cái gọi là HTTP port này các bạn biết rồi đúng không? Dùng cái route và process luôn ha. Ra tức là login, xịt login, xịt process đó. Rồi. If mình viết ngược các bạn nha. Đó là test bằng username. Bạn không biết username bằng update, tại vì nếu mà lỡ username nó bằng null thì bạn không thấy null so sánh với chuỗi được, nhưng mà chuỗi so sánh với null có nghĩa là cái nghĩa là cái chuỗi là ok được đúng không, so sánh với null nghĩa là nó không bằng, nó for thôi nha các bạn. Đó là cái gọi là cái kỹ thuật viết chương trình, thay vì bạn phải đầu tiên mà viết viết thêm một cái là if username khác null và username bằng update, thì giờ mình viết kiểu vậy thì nó sẽ tiện hơn đúng không? Đó là 1 2 3 ha. Rồi ở đây á, thì thầy cũng lưu ý luôn với các bạn á, nhắc lại với các bạn á, đó là cái a còng đứng trước cái chuỗi thì chẳng qua thể hiện là cái chuỗi này là cái chuỗi mà nếu có ký hiệu đặc biệt, ví dụ là dấu xuyệt hay là gì gì đó bên trong á, thì nó sẽ không xử lý như là if kép character, có thể thôi. Xin lỗi, hình như là thầy đang bị thiếu một cái gì đó. Username, đó là chính cái biến username của mình. Hay là mình làm cứng nha, chứ chưa có đọc từ đây, tờ không có đọc từ đây, tờ bay lên. Tên view. Thì tên là một cái view tên là welcome, L L là login site nè, mình chuyển ra là view tên là index nè. Là hôm trước các bạn có thầy có hỏi thầy á, là đứng ở một cái action muốn nhảy qua một cái view khác, thì đây mình đưa cái tên view vô, và nhớ welcome hay index đều phải nằm ở trong cái thư mục là login đó nè. Rồi
Ở đây mình sẽ có một cái thông báo lỗi đi ha. View path chấm error đáng bằng là invalid username. Rồi xong chưa các bạn? Ủa thầy, cái row process là nó tạo một cái row á hả? Tạo một Cái cái nào đường dòng dẫn. ấy em? Dòng ấy? Cái cụm từ, cái annotation row process đó thầy. À không, cái này là cái annotation, mục đích là thay vì là mình sử dụng cái default này thì mình custom lại thôi. À. Chứ không phải là nó tự tạo đường dẫn hay gì không thầy? Tự tạo là sao? Ý là nó có ảnh hưởng gì tới nếu mà mình không có Không cái không đó? không. Cái này là chỉ trên GUI của mình thôi chứ đâu liên quan gì đến dưới này. À dạ. Là không có cũng không sao không thầy? Hiện nay đối với bài này thì không có cũng không sao. Dạ. Nhưng mà những bài khác mà nếu các bạn muốn custom lại thì bắt buộc phải có. À dạ. Còn thầy để luôn cho các bạn thấy là sau này nếu ai mà làm project lớn, thực ra cái này chỉ cần á, khi mà cái hàm của mình có nhiều tham số, mình muốn tạo ra một cái row riêng. Cái row này nó mà mình không muốn đụng vô cái phần khai báo ở bên này, tại vì nếu cái ví dụ ở trong này cái row nó cho phép các bạn chỉ có ba, có hai cái dấu xuyệt là tối đa, home nè, index nè, thì ID là hết. Nhưng bây giờ bạn muốn có thêm 4 5 6 cái dữ liệu sau cái 4 5 6 cái xuyệt thì sao? Không lẽ vô đây viết một cái template riêng cho nó. Và trong lập trình của mình á, thì bạn nhớ là chúng ta chỉ có một cái index, một cái row và row get thôi đúng không? Một cái get thôi. Nhưng mà sẽ có nhiều hàm get. Theo cái định nghĩa row ở đây thực ra mà bạn chỉ có được hai cái hàm get thôi, một cái get ví dụ là một cái get là xuyệt login, xuyệt index và xuyệt login, xuyệt index, xuyệt thêm một cái ID nào đó. Giờ mình muốn có thêm 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái get thì sao? Đó, thì bắt buộc mình phải làm cái này thôi ha. Rồi, hôm nay thì demo phần này ha. Buổi sau thì sẽ demo tiếp với các bạn cái bài là có role nữa. Bài role thì nó dài hơn thì chắc mình phải dành nguyên cả buổi học để mà demo đó. Thì bài role tính sau ha. Nay là authentication với custom row cho các bạn. Ủa, thấy cái đã nha. Thầy, sao cái username thấy nó báo lỗi rồi? Có lỗi đâu? Đó. Từ đây coi thiếu cái session gì đó. Cái session đây là phải là set string, nhưng mà tại sao mình không có cái set string nữa? À, set by http content chấm session. Rồi giờ luôn đưa ra được không? Đối tượng session của thằng này bắt đầu nó hơi là lạ hơn so với là thằng kia ha. Không có được rồi. Test không được, quốc thử ra.
đăng ký rồi mà tại sao nó bị sai, chứ không lẽ mình đăng ký sai cái gói cái session bên kia. Có rồi mà ta, hay là chưa build đâu. Đây nè. Session đây. View session. Với là add session, đúng rồi mà. Nếu mà chuyển thành bay thì nó lại hơi à hình như thiếu một cái ha. Này nó không import cho tự động cho mình hàng gì. Rồi được rồi, các bạn thêm này vô dòng thầy nè. Thêm thêm cái này dùm thầy bằng tay nè các bạn. Cái này nó không import tự động nè. Chưa? Và dưới này sửa cái hàm set thành set string. Ok chưa? Cho em coi là cái tên thư viện ấy thôi. Đây. Đúng rồi đúng không? Thì bây giờ mình đi qua mình tạo trang login này các bạn. Lít chuột phải vô cái login này ha. Go to view nha. Thì làm một cái form login rất là bình thường thôi các bạn, không có gì đặc biệt hết nha. Làm một cái form login thôi. Title sửa thành login. Ở đây thầy không dùng Bootstrap nha các bạn. Tại vì ủa thầy phải vô cái login nào thầy? Cái trang login nãy mình tạo ra đó, chỗ này nè. Chưa có thì add view, mà có rồi thì go to view. À. Rồi mình sửa cái title thành login thôi. Và chỗ này mình cho cái H1 login. À, và dưới này mình có một cái H4 thông báo lỗi đúng không? H4 này á. Mình phải kiểm tra chút xíu các bạn. Tại vì không nó nổi, đầu tiên là nó nổi cái H4 ha. A cộng F.
Qpath.error khác bằng null. Tức là có truyền qua thì mới hiện ra ha. Hiện H4 ra. À, đó là cộng Qpath. Tức là nếu bạn mà không có cái là tiếp này nè, thì nếu bằng null á thì cái H4 nó vẫn nổi lên và ở giữa là trống. Bạn hiểu không? Cho nên cái này là cái let if này chẳng qua là nếu mà không có thì thôi mình không hiện ra luôn. Rồi, mình dùng cái form bình thường nữa các bạn. A cộng UGIN, đúng không? HTML, đúng không? Chấm begin form. Yeah. Thì begin form này của mình á, nó sẽ gọi đến cái mình dùng của thằng ấy đi, phải dùng cái này đi, dùng của thằng kia luôn đi, dùng hết thầy quên mất, này là dùng của HTML, dùng của cái mô hình .NET Core luôn đi, dùng form action, dùng của .NET Core luôn các bạn. Thì .NET Core thì chỗ này mình sẽ không phải là action nữa mà ASP trừ action các bạn nha. Thằng gọi đến cái của mình là cái gì? Login. Thêm một cái control L trước đã. Cái này là process nè. Bỏ method đi ha. Dùng cái của thằng .NET Core thì bắt buộc đó là default là port rồi. ASP trừ control L thì đó là login. Đây là của .NET Core, hãy tập xài .NET Core cho quen luôn đi. Thực ra thì thầy cũng ít xài .NET Core, cho nên là thói quen của thầy khi đụng đến .NET Core thì cũng không nhớ lắm. Thường phải chuyển chủ yếu là MVC thôi. Nên nếu được thì các bạn cứ tập trung chuyển hết qua .NET Core cho thầy. Rồi, chỗ này thì mình sẽ có một cái, mình dùng cái table để làm cái call login đi. Cho nó, thôi được rồi, làm bình thường luôn đi ha. Tiếp, username, input. Ai thì bằng test rồi ha, cho bằng user nè. Default là tai bằng test rồi nha. Nên là khi viết tới đây á, thì bạn có thể tiết kiệm. Thực ra cái tiết kiệm như vậy á, nó sẽ rất là hay. Hay ở chỗ nào các bạn có biết không? Cái tiết kiệm như vậy á, là bạn bỏ được một cái chữ là tai bằng test, thì bỏ được một số ký tự. Nghĩa là khi lúc mà bạn cái trang này được chuyển về cho người dùng á, thì nó sẽ đỡ được những ký tự đó. Nghĩa là kích thước nó sẽ nhỏ hơn. Cái nào bắt buộc có tai thì mình mới nên làm tai. Tai bằng là tai bằng login, tai bằng gì? Password. Tuy nhiên á, chỗ này bạn vẫn có thể sử dụng cái HTML nha, nhưng mà có lẽ không cần thiết lắm các bạn ha. HTML header. Cái cuối cùng là một cái div dành cho cái button đúng không? Input tai bằng submit. Còn login thì có như vậy thôi. Để thầy coi là cái authent middleware coi cái get in à, đúng rồi nè, cái này là có rồi nè ha. Rồi. Như vậy là cái trang login xong rồi đúng không? Mình thiếu một trang welcome. Thì cái trang welcome này á, do chúng ta không có cái method welcome cho nên bắt buộc các bạn phải thêm bằng tay. Thì bạn đi vô trong cái login ha, click chuột phải vô add cái view bằng tay. Bạn nhớ nha. Tức là cái welcome người của mình á, là trong trường hợp các bạn là login mà đúng thì nó sinh ra trang welcome. Sai thì nó về trang index. Trang index của mình chính là trang login. Được chưa? Sai là return view index là trang login. Là trang này nè các bạn. Và đúng là về welcome. Nhưng mà vì mình không có cái view welcome cho nên mình phải add cái view này bằng tay. Add view.
đúng không? Reserve view. Và mình chọn là gõ cái chữ này là chữ welcome. Yeah. Hiểu được vấn đề chưa các bạn? Rất là quan trọng nha. Rồi, add vô. Và trong cái view welcome này á thì mình đơn giản là mình lỗi chạy chưa xong, đợi chút xíu các bạn ha. Trong đó mình chỉ có một cái dòng là welcome cái người username thôi các bạn. Đây, để chữ welcome. Và dưới này là mình sẽ có là H1 đây ha. Welcome. Và dưới này có một cái H4. Welcome cái người đã đăng nhập đó. Welcome. To. Welcome. Contest. Content này nó sẽ có kiểu là HTTP content, mà thấy rõ không? Cái kiểu màu xanh xanh nè. À, ở trên này mình gọi là content thôi. .http.session .session.getstream. Mặc định là session nó chưa có đâu, nên mình đưa vô sau ha. Username. Thì cái session getstream này chưa có, cho nên bắt buộc bạn phải cái này thì phải làm bằng tay thôi các bạn, chứ không có cách nào mà chỉnh được hết á. Đây, đây này a cộng Eugene thôi các bạn. À, nó chính là cái hồi nãy các bạn, microsoft.ib.net.co.http. Rồi là hết ha. Rồi, à, cái tiếp nữa thì để demo thì mình phải có thêm một cái admin session, tại vì nãy giờ là mình thấy nè ha, trong cái authentication này nè, truy cập vào cái vùng admin thì mình chưa thấy cái sự admin của mình ở đâu hết, thì mình phải tạo ra một cái phần admin. Rồi bên này xong chưa? Cần coi là chỗ nào thì nói thầy mở cho coi rồi chúng ta làm tiếp nè. Làm được các bạn. Thầy cho em xem file authentication middle xíu này. Cái xuống dưới này. Dạ, đây rồi, em rất cảm ơn. Rồi xong chưa? Tất cả mọi người xong chưa? Bây giờ mình sẽ tạo cái vùng login nè. Thì trong .NET login của cái phần admin của chúng ta không phải đơn thuần là chúng ta chỉ tạo ra một cái controller là admin đâu nha. Mà người ta yêu cầu chúng ta tạo ra một cái area. Thì đây, các bạn click chuột phải vô cái project của mình nè. Coi cho kỹ ha.
add ha, một cái area. Đâu rồi ta? Nó gọi là area ha, thì mình có cái area ở đâu? Trong cái scaffold item đó thầy. Cái nào new Cái thứ ba đó thầy. Đây hả? Dạ. The scaffold item area MVC area đấy hả? Đổi rồi, ok. Đặt tên là admin. Hơi đổi hơi lạ, hồi xưa là nó nằm thẳng ở ngay trên đầu luôn. Rồi ok, cảm ơn em ha. Tạo một cái area tên là admin nha. Hồi xưa của thầy là nó sẽ nằm cái bảng này, bảng update rồi. Hồi xưa thầy xài là nó sẽ nằm thẳng ngay trong cái S đó luôn á, cho mình cái area luôn. Ủa cái area tạo bữa nãy là cho em coi lại. Là mình vô scaffold item đây. Để trong scaffold item nè. À dạ dạ. Rồi MVC area. Dạ. Yeah. Thì cái vùng area này á, khi bạn tạo ra á, thì nó sẽ tách ra cho các bạn. Bên trong cái area này bạn sẽ có luôn cả controller, model, view đầy đủ hết. Thấy chưa? Controller này, model này, view này, đầy đủ hết luôn. Sao các bạn tạo được chưa các bạn? Có vấn đề gì không? Rồi, sau đó bạn tạo ra cho thầy một cái controller, đặt tên nó là, nói chung là demo thôi ha, cho nên là mình gọi là đồ đất đi, đặt luôn đồ đất luôn. Tức là cái này mình không có truy cập vào database, mình chỉ làm mấy cái view thôi nha các bạn, demo thôi. À, thì đây các bạn sẽ thấy nè, đích chuột phải vô cái controller trong cái phần area admin, đích chuột phải vô add controller. Rồi mình đặt MVC controller, đại một cái tên nào đó, ví dụ thầy lấy là product controller thôi. Demo thôi các bạn nha. Cái này thầy nhắc lại với các bạn là chỉ là demo thôi. Rồi, sau đó trong này á, mình sẽ khai báo cái vùng này là area. À, annotation area. Đây là admin. Row. Row là chuyện admin nè. Cái row là quan trọng này các bạn ha. Row. Cái row này của chúng ta đó thì sẽ là admin. Product. Đây là admin xịt rồi đất á, chỉ là cái rau của cái, ôi xin lỗi thầy đang viết nhầm chỗ chứ. Admin xịt rồi đất á là cái rau, là rau của cái class, tức là đây là một cái controller thôi, cái rau của controller thôi. Còn cái chữ admin bị lỗi á thì nó báo lỗi gì đó liên quan đến Unicode, thì cái này là chuỗi các bạn nha, không phải là lỗi của C# nên không sao hết á. Rồi phía dưới này á thì mình sẽ có hai cái rau ha, một cái là rau trống và một cái là rau index vậy thôi. Product index các bạn. Thì ở đây á là thầy chỉ minh họa cho các bạn thấy là khi mình truy cập vào cái rau nó có cái chữ admin nè. Thì nếu các bạn chưa login nè thì nó bắt các bạn quay ra login thế thôi. Các bạn hiểu không? Tức là thầy chỉ minh họa các bạn là cái rau login này thôi nè, chỗ này thôi nè, chỉ có nãy giờ chỉ làm cho mỗi chỗ này thôi nè. Rồi sau đó là các bạn tạo ra cái view thôi. New cái view. Add view. Rồi, add. Thấy không các bạn? Nó tạo ra đúng cho mình đúng nơi luôn nè ha. Nhớ là cái area đây ha, có area chỗ này á thì cái view, cái index của mình nó mới tự động nó nhét vào trong cái view nằm trong cái phần area admin. Rồi trong này bạn như ghi là index, rồi là DD product,
viết đi admin product ha. Một. À, vậy thôi các bạn. À, thì toàn bộ project của chúng ta chỉ có như vậy để minh họa cho các bạn cái phần là authentication thôi. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn chạy thử đi các bạn. Xong rồi đó. Phần này là xong rồi đó. Mình run project lên nè. Thầy cho em coi là cái project còn tròn. Đợi xíu em nó đang dính viếm. Rồi. Thấy chưa? Rồi bạn thấy không? Khi chạy lên nó như thế này. Thấy chưa? Đó. Bạn truy cập vô cái admin nè. Thiệt là product nè. Enter. Thấy không? Cái login tự động nó bắn mình ngược qua login nè. Thấy chưa? Bạn login sai nè. Thấy không? Báo lỗi nè. À, update nè. 123 nè. Ok. Nó về trang welcome. Vậy thôi ha. Rồi bạn quay lại cái phần của mình. Hồi nãy là phần gì đây? Admin, thiệt product. Ok. Nó cho vô. Đơn giản vậy thôi đó các bạn. Bài demo của mình chỉ có trước mắt là chỉ có mấy trang đơn giản vậy thôi đó. Ủa đó thầy, là cái... sau của cái local host này lên nhanh quá, của em nó quay hoài thôi. Đợi chút xíu thôi, do máy em chắc là nặng rồi. Em muốn coi là em có cái task manager của em đang chiếm RAM như thế nào thôi nè. Đó của thầy là nó đang khai thác tối đa RAM đến 79-80% rồi, em thấy sao? Bên cái index của cái view product đó hả, có sử dụng thầy hay chỉ là mấy cái thẻ top thôi? Không, view product cái view product là cái này nè. À dạ đúng rồi, dạ. Không có xử lý gì hết em, tại dạ, vì dạ. Để chỉ demo cái phần là security cho các bạn thấy cái chỗ này đây nè. Quan trọng nhất là nè, một đó là cái phần này khai báo một cái middleware để mà làm security là bằng tay. Sau này có thể là có những cái option cho mình, nó xin tự động cho mình nha. Hai là đăng ký cái middleware, cái session này. Đây mình có sử dụng session nên mình phải đăng ký session vô. Ủa thầy ơi, của em nó báo lỗi bên cái mà rich host builder đó thầy. Đâu xe coi. Xe lên thầy coi. Dạ dạ. Ai bị lỗi thì phải xe lên nha, chứ thầy cũng không biết. Đây nè thầy, nó báo lỗi cái này nè thầy. Cái hàm nào vậy? Ở đâu ra? Trong cái rổ ra. Nó đâu liên quan gì đâu, bên trong chỗ khai báo nào đó của em bị sai rồi. Cái này là cái project của mình, không có báo lỗi gì đây hết á. Coi là lỗi chỗ khác. Đây nè thầy. Đó là lỗi chạy, nhưng mà lỗi đó không phải nằm ở đó, mà là chỗ khác. Dạ. Yeah. Cái rau đâu đó chạy lên, đúng không? Rồi tắt đi, cái đó đâu phải là lỗi đâu. Bây giờ em về em coi vô trong cái file, đi vào trong cái file, thường là cái đó là do trong cái file kia kìa, kéo xuống. Cái file tớ. Coi tớ khai báo đúng không? Tớ đâu? Kéo lên đầu thì có cái authentication middle nữa. Dạ. Bỏ cái dòng số 2 đi em. Dòng này. Ừ. Rồi qua authentication middle.
Rồi tiếp theo quay về cái em đi về trong cái controller đi, controller là demo. Yeah. Demo là vô bình thường này nha. Rau, rau sao thì không, rau này rau demo mà. Hàng gì đụng rau đó. Ồ, rau này để gì thầy? Demo. Cái home là mình có cái file home đó rồi. Rồi chạy lại thứ rồi. Đụng rau á. Đó. Ồ. Ủa? Cái này cũng vậy mà. Kéo cái cửa sổ cái trình duyệt qua một bên. Hàm dựng của cái demo authentication middle. Rồi quay lại, tắt đi, quay lại authentication middle. Lên đầu hàm dựng á, conductor nó bị sai kìa. Đây hả? Ờ, public. Authentication middle. Public. Trời ơi, hàm đó để vậy là private, sao bên ngoài nó gọi được, nó không nêu được là đúng rồi. Này hả thầy? Cái game này đúng hả rồi, cái dưới á, cái hàm dựng á. Phải có public đằng đầu. Ủa này. Để vậy là private. Rồi chạy lại đi em. Đó. À lên. Đó. Đó. Rồi bây giờ admin của em á là nó không thấy cái admin nè, thì bây giờ em phải là vô trong không, vô cái admin lại phải xử lý tiếp trong cái phần admin. Tắt đi, sai rồi, gõ không có ra đâu. Vô cái phần admin. Cái area admin vô cái controller, cái product controller. Vậy em phải là admin xịt product chứ, em đâu có admin không đâu. Trên lại, admin xịt product mới có, tức là bắt đầu bằng chữ admin. Dạ. Ừ, chạy đi. Tức là mình sẽ không có cái row admin. Chiếc rô đất. À, đó. Đúng rồi. À. Rồi. Dạ, cảm ơn. Trời rồi. Rồi, bạn nào nữa? Bạn nào nãy nói lỗi nữa, xe lên đi em. Long. À, được rồi hả? Ok. Giờ chúng ta tiếp tục nha. Rồi thì như vậy á, thì bài demo này thì coi như là kết thúc nha các bạn. Thì bài demo là chỉ có như vậy thôi, cho các bạn thấy là cái việc mà sử dụng authentication nó như thế nào. Về sau này á, thì khi mà đi qua cái phần mà authentication thì chắc là một buổi hôm sau thì sẽ demo. Thì cái authentication nó sẽ phối hợp với database nên nó sẽ kéo dài của chúng ta mất khoảng hơi nhiều thời gian. Tại vì làm một cái bài nó sẽ khá phức tạp ha. Có database rồi có tùm lum gì hết á, thì nó sẽ rối hơn rất là nhiều. Nên hôm nay trước mắt là thầy cho các bạn thấy là để mà sử dụng một cái authentication là đầu cái bước đầu của authorization thì mình phải làm bằng tay như thế nào. À, sau này làm project thì các bạn cũng phải làm như vậy thôi ha. Rồi kế tiếp á, thì thầy đi tiếp về cái phần slide. Thì về nhắc lại với các bạn thì trong cái phần mà authentication mà authorization mình sẽ có hai giải pháp là một dựa vào role base là quyền ha, và dựa vào view base là dựa vào cái trang. Thì cái giải pháp nào đó là tùy thuộc vào cái project các bạn đang làm. Và trước khi mình đi qua cái authorization là mình phải có authentication. Đó là xác định xem là user có phải là valid hay không. Nếu mà invalid báo lỗi hay là quay về login hay gì gì đó ha. Mà sau khi user đã valid rồi, tức authentication ok rồi, thì mình đi qua là authorization. Thì về cái authorization á, thì chúng ta sẽ có hai cách là một là role base. Role base là bạn sẽ có một cái bảng role ha. Và khi mà các bạn đăng nhập xong thì dựa vào cái role của chúng ta sẽ điều phối tạo hay là xử lý các cái tác vụ phù hợp thì mình gọi là role base. Một cái khác nữa là policy base. Thì cái policy này á, thì nó sẽ dựa vào một số các cái rule mà do chúng ta tự định nghĩa. Dĩ nhiên á, thì thực ra là cái policy này nó cũng thông qua role thôi chứ không phải là độc lập ha. Thì dựa vào cái rule mà
cái rule ha mà chúng ta định nghĩa ở đây để mà chúng ta sẽ thiết lập. Thầy lấy ví dụ về cái role á, thì thường là các bạn sẽ gán cái role là theo từng user, được không ạ? Nhưng mà nếu các bạn quản lý role theo user á, thì nó sẽ rất là cực. Tại vì sao? Giả sử hệ thống các bạn có 1.000 user, tức mỗi lần các bạn vô bạn quản lý, bạn phân quyền. À, ví dụ bạn thấy là 1.000 user đó thì sẽ có khoảng độ vài ông admin, vài ông moderator, khoảng độ 8-900 ông gì đó là user bình thường. Bạn có hình dung được không? 8-900 ông user bình thường. Mà trong 8-900 ông user bình thường đó, mà nếu các bạn mà set quyền cho người ta xong, set role cho người ta xong, mà sau đó bạn có nhu hệ thống có nhu cầu đổi lại cái role đó, thì bạn đi đổi cho từng người một, các bạn thấy có cực không các bạn? À, do đó ở đây á, thì người ta mới đưa ra cái khái niệm nữa, người ta gọi đó là policy. Thì cái policy này thường nó liên quan đến là group ha, tức là nhóm, phân nhóm. Tức là đối với mỗi cái người dùng á, thì ta ghép người dùng vào một cái nhóm và người ta sẽ cấp cái, người ta sẽ dùng policy để cấp role cho cái nhóm đó thôi. Và những người mà thuộc cùng với group á, thì sẽ có role giống nhau. Và bây giờ nếu các bạn muốn thay đổi role thì bạn đi thay đổi role cho group thì tất cả mọi người trong group này sẽ bị ảnh hưởng như nhau. Cái này á, là các bạn có thể tham khảo thêm ở trong cái phần Windows của mình đó các bạn. Trong Windows của mình cũng có quản lý role với group đó các bạn ha. Thì các bạn có thể tự mình tham khảo thêm trong cái phần này. Đó, thì cái này chúng ta gọi là policy based role check ha. Rồi, view based authorization. Thì ngoài cái chuyện mà chúng ta sử dụng cái role như thầy vừa trình bày, thì chúng ta cũng có thể là check cái role, kiểm tra cái quyền, phân quyền người dùng dựa trên cái trang, cái view. Thì cái điều này thì nó tùy thuộc vào cái xử lý của chúng ta. Và bên phía ABNet MVC thì có hỗ trợ các bạn một cái gọi là A-inz. A-inz này là cho phép các bạn inject những cái view tương ứng, những cái view khác vào trong một cái view hiện tại. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ dùng cái A-inz này tùy thuộc vào cái quyền mà người dùng tương ứng để load những cái view tương ứng lên. Thầy lấy ví dụ như là trong cái mục menu đi ha. Bạn thấy là bạn muốn load một cái mục menu nào đó vô theo cái role của người dùng, thì khi bạn đăng nhập lên thì trong cái trang mà ví dụ trang cái phần mà phần header đi ha. Phần header thì đơn giản là các bạn chỉ việc là inject cái view cái menu ha, cái menu tương ứng của từng người vô thôi. Phần này á, thì sau này các bạn làm về cái phần là template á, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn các bạn ha. Tức là bạn làm project mà liên quan đến template thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Rồi ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ nói đến một chút về cái gọi là ASP.NET Selector. Thì cái phần selector này là liên quan đến cái xử lý về cái action đúng không? Thì action trong cái controller của chúng ta. Action thì nằm trong controller. Thì ở đây á thì trong ASP.NET MVC, ASP.NET Core MVC với ASP.NET MVC nói chung thì người ta có cung cấp cho các bạn một số các cái annotation mà chúng ta gọi đó là selector. Thì thông thường á thì các bạn sẽ thấy á, là đây nè các bạn, coi là đúng cái ví dụ của mình luôn nè. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nè, khi mà trong một cái action này các bạn ha, ví dụ trong cái product action, thì khi mà các bạn khai báo một cái action thì default cái action này á, nó sẽ có tên là index, tức là cái row của nó sẽ là index. Nếu các bạn không định nghĩa row ở đây, ví dụ như bạn thấy là trong cái phần demo, cái phần home này các bạn ha, cái home controller nè, khi bạn không định nghĩa row ở đây, bạn thấy không, khi chúng ta không định nghĩa row ở đây thì chúng ta đang sử dụng row được khai báo trong cái phần startup chỗ này, bạn thấy chưa, chúng ta đang sử dụng cái row được khai báo trong cái phần startup ở đây, bạn thấy theo kịp vấn đề không? Đó. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng row, tức là chúng ta đang sử dụng cái gọi là action name. Bạn thấy trên slide của mình nó có chữ action name này không? Nếu các bạn sử dụng cái row, cái annotation row, nghĩa là bạn đang sử dụng cái action name. Và ngoài cái row, chúng ta còn có một số các cái action khác ha, mà những cái action này á, ngoài cái row này chúng ta sẽ còn có một số action name khác. Mà ví dụ một action name mà các bạn đã biết đó là HTTP port. Thì đây đó là những cái action này các bạn ha. À, bên cạnh đó thì bạn thấy là hôm trước là thầy có viết một cái hàm là cái hàm tạo ra cái
cái tên ha. Khi mà mình upload cái file á, bạn muốn sinh ra một cái file mà nó không bị trùng tên á, thì bạn phải viết một cái hàm xử lý ở dưới này, một cái hàm xử lý gì đó ha, private in abc gì đó các bạn ha. Ví dụ ở đây ha, ví dụ là thầy return là return 10 đi chẳng hạn, thì cái hàm này á, để bạn viết như thế này á, thì bản thân cái control L bạn không viết, bạn không viết gì hết á, nhưng bản thân control L cũng xem đây là một cái action, action có tên là abc, chỉ có điều là action là action private, mình không gọi ra bên ngoài được thôi. Và nếu lỡ bạn để chữ public á, thì bên ngoài gọi được luôn. À, hình dung được không? Khi chạy lên á, là nó gọi được vô action abc này luôn. Bạn hình dung được không? Về để mà cho chúng ta là muốn là bên ngoài, tức là khi chạy lên như thế này nè các bạn, đó, thì bạn thấy không? Ví dụ thầy chạy lên nè, thầy gọi luôn vô action abc cho các bạn coi, chuyện login, chuyện abc đúng không? Đợi xíu nha, đây. Chuyện login, chuyện abc. Bạn thấy nó chạy luôn các bạn ha. Không truy cập thẳng vào raw login được, đâu có đâu. À, được, đúng rồi các bạn. Nó bị đụng raw. Tức là raw ở đây á, default á, là cái raw login nè các bạn. Thì quên mất, nó bị đụng raw nè. Tức là default cái raw login của chúng ta là đây nè, là chữ login. Mình viết login không á, thì đang bị đụng. Viết như vậy là nó bắt mình phải đụng dụng raw luôn hết hả ta? Thôi giả sử đây mình thì đặt tạm một cái raw abc chỗ này để mà nó chạy được cái đã. À, thì có riêng cái raw này raw abc ha. Tạm đi các bạn. Đây, chuyện login, chuyện abc. Vì mình đang khai báo rau ở trên kia rồi, cho nên bắt buộc mình phải có cái rau ở đây nó mới chạy nè ha. Mình đang định nghĩa cái rau trên này một cách tường minh rồi, thì bên trong này phải định nghĩa hết nó mới chạy. Ok, còn bạn thấy không, ví dụ như bạn vô cái home này ha, cái home thì không cần, home á thì nó có sẵn rồi đúng không, thì không có cần. Hay là trong cái phần bên kia home demo chẳng hạn ha, thì demo của mình là demo suyệt index đúng không, thì nó có. Demo đâu rồi? Demo thầy cũng biết sai nè ha. Suyệt demo các bạn ha, thì nó vẫn lên. Nó dùng cái demo là dùng cái ra mặc định của mình ha, suyệt demo nè. Bạn coi cái suyệt demo nó có cái này ha, suyệt demo này ok nè ha. Cái giờ nó có cái dấu suyệt cuối nữa nè các bạn, là một cái loại rao khác này nha. Chú ý cái dấu suyệt này nè, quan trọng lắm á. Thầy có định nghĩa đây nè, mấy cái khác bạn gõ thêm dấu suyệt nhiều khi nó không chạy đâu. Ví dụ như là cái login nè ha, login của thầy là như vậy nè đúng không, hoặc là index đúng không, nhưng mà login bạn gõ thêm dấu suyệt cuối nè, bạn thấy không, trường hợp này nó vẫn chạy ha. Thì đó, cái dấu suyệt này là định nghĩa riêng ha, cho từng cái một. Rồi thì ở đây á, thì bạn thấy là suyệt login của mình là suyệt abc nó chạy, thì thể hiện đây là một cái rào, đây là một cái action, và bây giờ thầy muốn á, là action này nó không chạy trong cái login nè, action abc nó không chạy, thì bạn nhớ là chúng ta sẽ có một cái gọi là none action. Rồi các bạn, và khi bạn có cái annotation none action, bạn thấy không, none action ở đây ha, thì lúc này chúng ta thấy là nó sẽ không chạy được nữa. Thấy chưa, thì login sẽ abc nó không chạy được nữa, tại vì đây lúc này là đây không phải là một action. Và đây chỉ là một cái hàm xử lý bình thường thôi, không được map thành action. Thấy chưa các bạn? Thì lúc này là cái phần ABC nó không phải là một action. Còn ngoài ra nữa là có action verb. Action verb này á, thì chỉ đi kèm với cái việc mà chúng ta làm REST API thôi.
Thì cái phần Red á, thì chúng ta chưa học ở trong cái môn này, cho nên phần này thầy không có đi sâu. Thì action, action verb thì hôm trước các bạn biết ha, chúng ta cũng có mấy cái. Action verb á, thì các bạn biết chúng ta cũng có mấy cái ha, là post, get, put và delete. Và nó cũng sẽ dính đến cái tình huống rao giống như vừa rồi ha. Thì lưu ý giùm cho thầy. Rồi, thì đây các bạn, thì chúng ta sẽ có cái phần này ở đây ha. Thì action name, attribute thì được dùng để định nghĩa một cái action name ha. Thì nó chính là cái row đó, cái gì? Cái row đúng không? Nên action attribute thì chỉ định cái phương thức của một cái controller, không phải là một action. Và action verb đó là những cái action mà nó bắt đầu bằng các cái động từ. Đó là get, post, put và delete. Hoặc các bạn có thể dùng tường minh những cái annotation này. HTTP get, HTTP put, post, delete, ha, vân vân, cho từng cái phương thức cụ thể. À, còn trong ABA thì mình sẽ có những cái hàm bắt đầu bằng chữ get, chữ post, chữ put và chữ delete. Ha. À, thì trên đây là những cái HTTP method tương ứng với các action verb của chúng ta. Thì lưu ý thì ban đầu là trong HTTP người ta chỉ hỗ trợ cho các bạn có hai cái action thôi, hai cái method thôi, đó là post và get. Nhưng mà về sau này thì theo cái sự phát triển của web ABA thì mình có thêm put, delete. À, rồi bắt nữa các bạn ha. Còn trước đó thì chúng ta có cái option để mà view các cái option của post và get và post thôi. Thì tất cả những cái HTTP method này á, thì các bạn có thể tự mình là khám phá thêm. Và để hỗ trợ cho chúng ta trong cái lập trình thì ABNet có cung cấp cho các bạn cái helper. Thì cái nói chung á, thì thầy cũng nhắc lại là cái helper này á, là đi kèm với ABNet thôi các bạn nha. Helper là đi kèm với ABNet thôi. Qua AB.NET Core á, thì cái phần helper này bắt đầu là ít sử dụng lại rồi. Bạn thấy không? Ví dụ như là vừa rồi á, thì thầy sử dụng cái form đi. Thì thay vì bữa trước là mình dùng A+HTML vậy đó đúng không? Thì bây giờ trong helper người ta đã có sẵn nha các bạn. Các cái extension property đi kèm với cái thẻ form. Chúng ta sử dụng nó sẽ rất là thuận tiện. À, hoặc là bạn thích sử dụng helper thì AB.NET Core vẫn hỗ trợ, nhưng mà helper là cái phần cũ của AB.NET MVC thôi ha, à, phần về trước. Thì helper này thì tóm gọn lại nó sẽ bao gồm các cái helper hỗ trợ cho cái phần form là chính ha. Và mục đích của cái helper này đó là cơ chế binding. Thì các bạn thấy là binding thì rõ nhất là trong cái phần cái trang index ha, thì dùng cái helper thì nó binding được trong cái phần này đó, thì phần đó các bạn coi thêm. À, đối với HTML helper nó có 3 loại các bạn nha. Một là inline HTML helper, hai là built-in. Inline là cái thẻ mà cái thẻ mà nó nhúng vào trong những cái thẻ có thẻ khác các bạn. Còn built-in á thì đó chính là cái mà Microsoft hỗ trợ, và custom á là chúng ta có thể viết thêm. Đó thì và cái built-in này á thì mình sẽ có standard HTML helper. Standard HTML helper là các helper là helper rồi chấm là editor rồi testbox rồi test area gì đó ha. Rồi template HTML helper là những cái helper mà hỗ trợ cho làm cái trang cái phần Razor phối hợp với cái Razor view để làm cái template. Và cuối cùng là strongly type thì là cái phần mà có thêm chữ for đằng cuối, ví dụ là editor for, display name for vân vân ha. Thì đây là những cái mà HTML helper đang hỗ trợ cho chúng ta. Rồi thì về cái việc mà sử dụng helper thì nếu các bạn không biết helper thì chúng ta vẫn có thể tạo ra trang HTML được, không có vấn đề gì cả. Thì có điều nó hơi khó khăn hơn tí. Có helper thì code nó sẽ gọn hơn và có thêm một số tính năng mới. Thì ví dụ như là những cái helper các bạn đang thấy trên slide này các bạn, test area ha. À, xin lỗi, test box thì nó được dùng sinh ra cái thẻ là input type bằng test. Test area thì sinh ra cái thẻ test area. Nhưng mà thầy thấy là mặc dù là có testbox nhưng mà trong lập trình á, trong demo á, thì người ta lại không dùng testbox mà người ta dùng cái thẻ là editor. Bạn hình dung được không? Tức là ở đây mình có cái testbox đúng không? Có cái HTML là testbox. Nhưng mà cái testbox này thì không xài nhiều bằng cái editor. Chức năng của editor giống testbox không có gì khác biệt hết nha các bạn. Testbox vẫn có testbox for để binding. Rồi. Ở đây á, thì trong HTML helper người ta tách biệt cái test box với cái test với cái password ra. Rồi có hidden field, test box, radio button. Có cái drop down list
cái này là cái mà sử dụng là khá là phức tạp, thì các bạn xem thêm ha. Rồi multiple select thì nó là drop down list thôi, nhưng mà nó multiple select nữa là sinh ra cái clipboard. Thực ra thì trong thiết kế web ngày nay á, thì cái việc sử dụng clipboard thì nó hơi ít, hơi hiếm, tại vì cái clipboard nó chiếm đất nhiều quá, nó làm cho cái thiết kế của mình nó không đẹp. Cho nên là cái multiple select này á, mặc dù có nhưng mà gần như là ít xài, nên là thường nhiều khi chúng ta quên luôn HTML chấm clipboard. Chủ yếu là mình xài drop down list nhiều hơn, tại vì drop down list nó có chức năng của clipboard luôn. Rồi, tương ứng với từng cái standard HTML helper thì mình có strongly typed textbox, đúng không? Là textbox for các bạn ha. Text area thì nó thêm chữ for đằng cuối thôi, các bạn có thể xem thêm ha. Rồi password hidden field, đúng không? Radio button textbox. Rồi drop down list. Trên slide á thì làm demo cho cái phần mà drop down list thì bạn thấy là nó chỉ nêu cái select list ra ha. Và trong cái select list này á thì các bạn phải nhớ rằng nếu khi mà xuất ra như thế này thì cái ở đây nó viết sai chứ nè, o copy các bạn, o cup nè, thiếu chữ u ở giữa đó. Nghĩa là cái option mà chúng ta sinh ra đó, o copy sinh đúng không? Thì ở trong cái option này nè các bạn, bạn có cái option nó sinh ra nè ha, thì cái nó sẽ không có cái phần value. Trong lập trình á, trong thực tế đó, thì các bạn phải lưu ý là khi option mình ứng với mỗi option mình phải có cái value tương ứng, chứ làm theo cái demo này là nó không phù hợp đâu. Thì cái vấn đề này các bạn có thể thấy là khi các bạn làm cái phần là product với category á, cái select drop down list cho cái category á, theo các bạn là danh mục có thể trùng tên được không các bạn? Alo, các bạn phải cho thầy biết là trong thiết kế database thực tế thì danh mục có thể trùng tên được không? Theo các bạn, danh mục có thể trùng tên được không? Ủa, người đâu mất tiêu hết rồi? Không được thì danh mục không được trùng tên. Bạn thử lên Lazada coi có danh mục có trùng tên không. Không. Em thấy đâu có trùng đâu thầy, nó chỉ có tên đó là nó thêm vô cũng khác mà ta. Em vô hai cái shop khác nhau nó có danh mục không? Lazada là hai cái shop khác nhau có danh mục không? Danh mục được trùng tên, mấy gì không trùng tên được. Cái vấn đề trùng tên hay không trùng tên á là do cái thiết kế database của mình, do cái đặc tả trên tài liệu thiết kế của mình là cho phép trùng hay không, chứ không có quy định nào. Trong một cái table thì chỉ có cái gì là cái ID là không được trùng, còn lại được trùng tốt hết đó. Cái vấn đề là mình đặc tả cái thông tin này trong tài liệu thiết kế như thế nào thôi, hiểu không? Hoặc là khách hàng yêu cầu mình như thế nào thôi. Thầy lấy ví dụ như là các bạn thấy là nếu các bạn bán hàng cho nhiều cái nhà sản xuất khác nhau, thì rõ ràng mỗi nhà sản xuất người ta vẫn có thể có những cái sản phẩm, cái danh mục sản phẩm trùng tên chứ. Mỗi nhà sản xuất người ta đều có cái danh mục sản phẩm chứ. Bạn ví dụ bạn bán hàng cho Sony với là cho Samsung đi. Sony với Samsung có danh mục TV không? Có không? Dù có. Sony hay Samsung có danh mục là cái gì, cái tai nghe mình gọi là gì? Headphone. Có headphone không? Có luôn đúng không? Như vậy danh mục trùng tên được mà. Danh mục được trùng tên đúng không? Và ở đây á thì thầy đang hướng đến là cái phần, nếu mà bạn làm cái drop down list này cho mình chọn cái danh mục nè, thì danh mục được phép trùng tên. Cho nên là ở đây bạn phải chọn cho đúng ha, cái danh mục trùng tên nhưng mà cái ID nó sẽ khác. Cho nên trên cái chỗ này á, các bạn không thể nào bạn để cái tên danh mục không. Tại vì nếu bạn để tên danh mục không mà chọn một phát là coi chừng nó bị sai, đúng chưa? Các bạn có hình dung được không? Cho nên là đi kèm với mỗi cái drop down list nó phải có cái phần value cho cái option. Cho nên là phải chú ý xử lý cái phần value đó mới là quan trọng, chứ không phải là xử lý cái phần hiển thị lên đâu. Tương tự như vậy cho drop down list luôn, cho cái clipboard luôn nha. Clipboard với drop down list là giống nhau, không có gì khác biệt đâu nha các bạn. Rồi, một số template thì bạn thấy nè, template HTML helper nè ha, có display nè, display for nè, editor for nè.
thì cái display á thì thường nó hiển thị giống như là một cái cái label, được chưa? Còn editor á, thì nó giống như cái textbox, và bạn thấy không, về sau này thì chúng ta hay dùng editor hơn là so với cái textbox. Thì như vậy thì trên đây á, là những cái HTML helper ha mà chúng ta đang có. Thì tới thời điểm bây giờ á, thì trong ASP.NET Core nó vẫn đang còn phát triển. Thì cái gì .NET Core hỗ trợ thì các bạn có thể loại bỏ cái HTML helper ra. Cái gì chưa hỗ trợ thì mình có thể sử dụng nó. Ví dụ cái phần binding thì chắc chắn là chúng ta phải xài rồi ha. Và các bạn vẫn có thể phối hợp giữa cái phần là binding với phần extension property do .NET Core hỗ trợ cho chúng ta để mà chúng ta làm việc. Rồi thì phần đầu này thì thầy ngừng ở đây. Thì về có cái phần role thì buổi sau thì thầy sẽ demo cho các bạn một cái bài role, tại vì bài nó hơi dài ha, nên là mình hôm sau mình sẽ có một bài nhỏ nhỏ demo. Rồi thì chúng ta đến đây thì chúng ta kết thúc cái phần đầu của buổi học hôm nay. Bài đầu ha, là bài số mấy thầy cũng quên rồi ha. Bài số số 10 ha, bài số 10. Được chưa? Các bạn xem lại coi chúng ta có thắc mắc gì không? Session 10 này ha. Thầy ơi, cái bài mà buổi vừa rồi học đó, thầy còn cái update với cái delete và chưa sửa thầy. Cái đó để cuối giờ đi. Yeah. Cuối giờ mình còn giờ thì mình sửa thôi. Yeah. Ok. Rồi, các bạn xem lại coi chúng ta có thắc mắc gì ở đây không? Rồi nếu không có thắc mắc thì chúng ta nghỉ giải lao nha các bạn. Có mấy giờ thầy? 10:10 đi. Dạ. Yeah.